Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Totoro Chan. Ngày hôm nay thì Chan sẽ gửi tới các bạn tập đầu tiên của thế giới thứ 5 trong series truyện xuyên nhanh hệ thống dài kỳ nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo của tác giả Mạc Thư Bạch. Ở trong thế giới này thì nhân vật phản diện của chúng ta sẽ vào vai Lâm Giản Tây, một thiếu niên có năng lượng thuần dương bị chính cha đẻ của mình biến thành mắt trận tụ tai để gánh chịu toàn bộ xui xẻo cho cả gia tộc Lâm gia, và bị ném ra khỏi nhà tự sinh tự diệt. Người bà nuôi cậu đã bị yêu ma làm hại, và cậu ta đã gặp được Diệp Trần trong lúc bị một lão thầy tà phong thủy định lừa gạt để chiếm đoạt thân xác. Sự việc sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Diệp Trần có thành công xoay chuyển vận mệnh của Lâm Giản Tây để hắn không biến thành thầy tà phong thủy và hủy diệt thế giới hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới phong thủy có tựa đề là Trong lòng người có quỷ ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Diệp Trần tỉnh lại, trước mắt là ánh sáng chói lòa, xung quanh là một pháp trận quỷ quái. Trên mặt bị vẽ hoa văn kỳ lạ bằng máu. Dựa vào vốn hiểu biết ít ỏi về trận pháp học được lúc ở Thiên Kiếm Tông, Diệp Trần có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một trận pháp rất không tốt. Dù sao thì cái trận pháp này cũng được vẽ bằng máu. Diệp Trần không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, nhào mắt lại gọi: "38, ký chủ, cô tỉnh rồi à?" 38 bổ nhào tới, cái biểu cảm lè lưỡi ra lêu 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 làm Diệp Trần giật nảy mình. Diệp Trần sửng sốt ngơ ngác hỏi: Ba tám, ký chủ, là tôi đây, là 38 đây, tôi thăng cấp rồi." Nói xong 38 lại biến về khuôn mặt mỉm cười quen thuộc. Diệp Trần chẳng hiểu ra làm sao. Không phải là mất hết điểm tích lũy rồi sao? Không phải là sẽ bị phạt roi đánh hồn hay sao? Sao lại thăng cấp thế này? 38 nhìn thấu những ngờ vực của Diệp Trần, ngượng ngùng nói: "À, chuyện là thế này, nhiệm vụ lần này của chúng ta được đánh giá hạng A. Cực nhọc vất vả làm nhiệm vụ không được A, đánh liều một phát lại được A. Do là lần này nhân vật phản diện không chết, lại còn tạo phúc cho thế giới, nên đã thưởng cho cô rất nhiều điểm tích lũy. Vốn chuyện cô làm là không đúng, nhưng vì nhiệm vụ lần này của chúng ta được loại A, vậy nên năng lượng của tôi cực kỳ dồi dào. Tôi bèn xin với tổng đài đổi điểm tích phân của cô và một nửa năng lượng của tôi để cô không bị đánh nữa." Diệp Trần mở tròn mắt run run hỏi: Bao nhiêu điểm?" 38 ngượng ngùng cười: 5.000. Trước mặt Diệp Trần bỗng tối sầm. Túm 38 lại hỏi: "Có thể nói lại với tổng đài để tôi bị đánh đi được không? Đánh chết tôi còn hơn để tôi chết vì nghèo." "Ký chủ đừng lo," 38 cắt lời, "không phải còn có tôi hay sao? Chúng ta mỗi người góp một phần sức lực, ra sức phấn đấu." Được rồi. Có điều bởi vì tôi chỉ có một nửa năng lượng, nên nhiệm vụ lần này chúng ta làm cũng chỉ có một nửa thời gian." "Còn bao lâu?" "Hơn 5 năm. May quá. Diệp Trần rất biết tự động viên bản thân. Không phải 5 tháng là may rồi. Nào." Diệp Trần nhắm mắt lại: "Đi thôi." "Ừ." 38 gật đầu thật mạnh. Diệp Trần lập tức thấy đầu óc quay cuồng. Đã quỳnh qua 4 thế giới, cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Cô nhanh chóng được cho biết nội dung của thế giới mới. Thế giới này gần như không khác gì xã hội hiện đại, chỉ có điều ở đây phong thủy huyền học rất thịnh hành. Thầy phong thủy là một nhân vật cực kỳ có quyền lực, bất kể là chính giới hay là thương nghiệp đều phải nể mặt họ mấy lần. Thầy phong thủy ở đây tuy gọi là thầy phong thủy nhưng cũng không hẳn vậy. Chiêm tinh đoản mệnh, bắt quỷ, bắt yêu, phong thủy, phàm là chuyện có dính dáng đến huyền học là bọn họ đều làm được. Chỉ là bình thường, việc họ hay làm nhất là xem phong thủy, nên mọi người chỉ nhớ gọi họ là thầy phong thủy mà quên mất năng lực thật sự của bọn họ. Thế giới phong thủy này có hai nhà đại thế gia, nhà họ Lâm ở phía nam giỏi bày trận đoán mệnh, nhà họ Diệp ở phía bắc giỏi phong thủy vẽ bùa. Câu chuyện bắt đầu từ khi nhà họ Lâm bắt đầu sa sút. Lâm Tuyên, gia chủ mới của nhà họ Lâm, trong trận đấu định càn khôn, cuộc thi dành cho những ngôi sao mới trong giới phong thủy, đã để thua Diệp Lãng, gia chủ mới của nhà họ Diệp. Người nhà họ Lâm đều biết đây là điểm bắt đầu đánh dấu sự suy tàn của Lâm gia. Lâm Tuyên không cam chịu số mệnh. Lúc đó con trai trưởng của ông là Lâm Giản Tây vừa mới chào đời, có cơ thể thuần dương. Lâm Tuyên liền bày một trận pháp tụ tai để bảo vệ sự hưng thịnh của Lâm gia. Pháp trận tụ tai có nghĩa là chuyển vận rủi sang một nơi khác. Vận rủi và vận may cũng như hai mặt âm dương, bởi vậy muốn rời được nó thì cần phải có âm dương cân bằng. Lâm Giản Tây có cơ thể thuần dương, vốn đáng ra sẽ được may mắn thuận lợi cả đời thân thể, vừa khéo có đủ dương để cân bằng với vận rủi. Thế là Lâm Tuyên đã dùng Lâm Giản Tây như vật dẫn, rời hết mọi vận rủi của Lâm gia sang người Lâm Giản Tây. Là mắt trận của pháp trận tụ tai, cả đời Lâm Giản Tây nhất định sẽ đầy đau khổ. Người ở bên cạnh cậu ta cũng không được chết già. Người của Lâm gia tuyên bố với bên ngoài rằng Lâm Giản Tây có mệnh cách thiên sát cô tinh, đem đuổi ra khỏi nhà. Lâm Giản Tây lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, âm khí đầy người, cơ thể ốm yếu nhiều bệnh tật. Hơn nữa chuyện đáng buồn nhất là phàm người nào đối tốt với cậu bé thì đều sẽ chết. Cũng may là cậu bé có tấm lòng rất lương thiện, chủ động xa lánh mọi người, đi về một mình. Cuối cùng trở thành một tiểu thuyết gia, cả ngày say mê game, tiểu thuyết, vẽ tranh, một đêm du rú xó nhà chính hiệu. Sau này lớn lên, Lâm Giản Tây thích một cô gái tinh thông phong thủy tên là Giang Huyền. Giang Huyền có thể chất thuần dương, không sợ tai họa. Cô bạn dạy cho Lâm Giản Tây về thuật phong thủy. Lâm Giản Tây thì dần dần yêu cô ấy. Nhưng thật không ngờ, hóa ra Giang Huyền lại vốn là vợ sắp cưới của Lâm Dục, em trai Lâm Giản Tây. Lâm Dục là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Lâm. Sau khi biết anh trai mình bị bày pháp trận tụ tai mà vẫn còn sống được nhiều năm như vậy, bèn kết luận rằng thể chất của Lâm Giản Tây đã được chuyển hóa thành thể chất cực âm. Thế là nảy sinh ý đồ biến Lâm Giản Tây thành âm cốt. Âm cốt là một loại pháp khí rất quan trọng. Có được pháp khí này, Lâm Dục chắc chắn có thể áp đảo hoàn toàn những người khác trong giới phong thủy. Lâm Giản Tây bị Giang Huyền lừa đi tu luyện. Sau khi hoàn toàn trở thành thể chất âm cốt thì bị bắt về Lâm gia, luyện hóa trực tiếp luôn từ người sống. Tuy nhiên nhờ thiên phú khác người, Lâm Giản Tây đã động tay động chân, dùng trận pháp luyện hóa của Lâm gia để tiêu diệt Lâm gia. Sau đó y trở thành thầy tà phong thủy, làm hại nhân gian. 10 năm sau, năm chân chính của thế giới này mới xuất hiện, trở thành kình địch của Lâm Giản Tây. Lâm Giản Tây đấu qua đấu lại với nam chính nhiều lần, cuối cùng tạo nên thế cục phong thủy đoạn long đài, khiến đất nước rung chuyển, tai họa tận thế. Nam chính tuy đã cố gắng ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng chỉ là vớt vát lại một chút, không tránh khỏi cảnh chúng sinh lầm than. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ Lâm Giản Tây, trợ giúp cậu ta trở thành gia chủ của nhà họ Lâm, sau đó chờ nam chính xuất hiện thì nhận làm tiểu đồ đệ của nam chính là xong rồi đấy. 38 sử dụng cái biểu cảm lêu lêu lêu, có phải là đơn giản siêu cấp không? Diệp Trần không nói gì, nhiệm vụ đơn giản thế này cứ làm cô thấy sợ sợ. Bảo vệ Lâm Giản Tây thì phải làm sao để người nhà họ Lâm không tìm được cậu ta, trợ giúp cậu ta trở thành gia chủ nhà họ Lâm, thế thì lại phải dạy cậu ta mấy thứ pháp thuật phong thủy linh tinh trưởng. Dù sao nhân vật phản diện trước đây đều là kẻ thông minh kiệt xuất, chắc là cũng không cần phải lo lắng chuyện dạy thế nào. Làm tiểu đệ của nam chính, vậy chắc chỉ có thể nhờ vào tẩy não. Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi mới nghĩ tới một vấn đề. Tôi là ai? À, quên mất không gửi trí nhớ cho cô. 38 vội vàng tải trí nhớ xuống cho Diệp Trần. Lập tức trong đầu Diệp Trần xuất hiện rất nhiều thông tin. Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Diệp Trần, trưởng nữ nhà họ Diệp, được ngầm định là người thừa kế đời kế tiếp của gia tộc. Diệp Trần là một thiên tài thực sự. Có giai thoại kể rằng ngay khi vừa mở mắt chào đời, thứ đầu tiên cô bé nhìn thấy là một tờ phù chú. Thứ đầu tiên cô bé cầm bút lông vẽ ra là một tờ chú văn. Bức tranh đầu tiên cô bé vẽ là một trận pháp. Bài văn đầu tiên là 10 điều kiêng kỵ trong phương pháp giải hung cát phong thủy theo phi tinh. Khi đó cô chưa đầy 7 tuổi. Một thiên tài như vậy, chưa tròn 20 tuổi đã là một ngôi sao sáng trong giới phong thủy. Cho dù là người có vai vế cao đến đâu, ngay cả Diệp Lãng, cha Diệp Trần, gặp cô cũng đều cung kính. Thiên tài thì có tính cách của thiên tài. Tính tình của Diệp Trần từ trước đến nay luôn là cực kỳ lười, cực kỳ không thích quan tâm người khác, cực kỳ không thích nói chuyện. Người ta nói chuyện với cô chục câu, cô cũng chỉ lười biếng liếc mắt lên, ừ một tiếng. Đấy là khi tâm trạng tốt, còn lúc không tốt, bạn sẽ bị sút bay luôn ra ngoài. Vì có tính cách như vậy, và vì quá có thiên phú, vì chưa từng biết nhường ai, lại hay thích tranh đoạt nọ kia. Tóm lại là vì có cực nhiều khuyết điểm, cho nên dù cho địa vị trong giới cực kỳ cao, nhưng trong danh tiếng của Diệp Trần thì lại cực kỳ không tốt đẹp. Người ghét cô có cả núi. Nhưng đấy mới chỉ là người ghét thôi. Đáng sợ nhất là người hận cô cũng có cả núi. Diệp Trần tuy không thích nói chuyện, nhưng tính lại cực kỳ thích lo chuyện bao đồng. Những gã thầy phong thủy cố tình hại người, những gã thầy phong thủy cố ý lừa người để moi tiền. Tóm lại, chỉ cần là những gã thầy phong thủy không nghiêm chỉnh, Diệp Trần gặp người nào đánh người đó. Còn một loại thầy tà phong thủy thì là gặp một người giết chết một người. Vậy nên đám yêu quái quỷ hồn bị cô giết tới giết lui mỗi ngày đều muốn thủ tiêu cô. Đám thầy phong thủy không nghiêm chỉnh bị cô đánh tới đánh lui mỗi ngày cũng muốn thủ tiêu cô. Đám thầy tà phong thủy bị cô chém tới chém lui mỗi ngày lại càng muốn xử lý cô. Cũng may Diệp Trần rất có thực lực, cho tới nay vẫn chưa hề xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc đi đêm lắm có ngày gặp ma. Diệp Văn Văn, em gái ruột của Diệp Trần, vốn cũng có thể coi là một người có thiên phú. Đáng tiếc ngày ngày phải sống dưới cái bóng của Diệp Trần, không gây được tiếng vang gì. Diệp Văn Văn ganh ghét Diệp Trần suốt nhiều năm, nhưng Diệp Trần lại quá sợ ý không hề biết, lại còn vô cùng yêu thương cô em gái này. Chỉ có điều là vì cô quá lười, lười cả thể hiện nó ra. Thế nên Diệp Văn Văn chưa từng biết được đến tình cảm Diệp Trần dành cho mình. Vốn Diệp Văn Văn vẫn cố nhẫn nhịn, cho tới tận khi Diệp Trần đính hôn với Giang Hoài. Nhà họ Giang và nhà họ Diệp có quan hệ thâm giao nhiều đời. Diệp Trần, Diệp Văn Văn và Giang Hoài cùng lớn lên bên nhau. Diệp Trần lúc nào cũng chỉ có một lòng dốc sức vào học tập đủ thứ Đông Tây Kim Cổ, vốn cũng không hề thân thiết với Giang Hoài. Tuy vậy nó không hề ảnh hưởng tới việc Giang Hoài yêu cô gái thiên tài xinh đẹp mạnh mẽ này. Là thanh mai trúc mã, Diệp Văn Văn lại một lòng thầm mến Giang Hoài. Sau khi đủ tuổi thành niên, cô đã mạnh dạn tỏ tình với Giang Hoài. Thế nhưng không ngờ Giang Hoài lại bị lời tỏ tình của Diệp Văn Văn gây kích động đến mức quyết định tỏ tình thẳng với Diệp Trần. Diệp Trần lười, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, để mặc cho hai bên gia đình làm chủ. Diệp Văn Văn bị cướp người yêu, không thể nhẫn nhịn nổi nữa, bèn liên thủ với kẻ thù bên ngoài bày đại pháp trận hại chết Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần chết đi, Diệp Văn Văn với tư cách là một người trẻ tuổi có thiên phú không tồi, tất nhiên dần dần có cơ hội được thể hiện. Lúc nào cũng ở bên Giang Hoài như hình với bóng. Vài năm sau hai người thành hôn, trở thành trụ cột vững vàng của giới phong thủy chính đạo. Sau này cũng tham gia vào việc đối phó chống lại Lâm Giản Tây. Nói về Diệp Trần, cô gái này rốt cuộc có ấn tượng đến mức nào? Ấn tượng đến mức sau khi cô chết mười mấy năm, khi Lâm Giản Tây làm hại thế gian, vẫn còn có người bùi ngùi thầm tiếc. Nếu Diệp Trần còn sống thì tốt biết mấy. Nhận được thông tin về Diệp Trần, Diệp Trần lâm vào trầm tư. Cô vừa phát hiện ra một chuyện thật khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Trần quan sát đại trận pháp xung quanh, nhìn mái nhà rách nát trên đầu, nhìn tàn tích hỗn loạn của cuộc giao tranh. Cô bỗng nhận ra, vậy là tôi đã chết rồi hả? Phải, 38 lung tung nói. Tiếp đó một người, một hệ thống cùng im bặt. Một lúc lâu sau, 38 mới chậm chậm nói, ký chủ, cô đừng lo, ở thế giới này có tồn tại quỷ. Thế Diệp Trần nguyên bản đâu rồi? Tất nhiên là đã hồn phi phách tán. Diệp Trần hít hà, Diệp Văn Văn ác đến thế cơ à? Còn gì độc ác hơn lòng dạ đàn bà. 38 thở dài rồi nói tiếp, thôi thôi ký chủ à, chúng ta chỉ có thời gian tối đa 5 năm thôi. Cô càng sớm hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta càng sớm được đi thế giới kế tiếp. À, tôi phải nhắc cô một câu, điểm tích lũy của chúng ta hết sạch rồi. Thế giới này mà không qua được là nghèo đấy, cô biết rồi chứ? Diệp Trần bắt đầu nhớ lại những kiến thức mà bạn gốc đã học được. Sau một hồi cô sụp xuống, ôm đầu gạo khóc. Dùng lượng não của thánh học thật là lớn, cô thực sự không chứa nổi. Đừng khóc. 38 hút một hơi thuốc, mau mau đi tìm nam chính đi, để tôi gửi bản đồ cho cô. Được rồi. Diệp Trần phủi phủi bụi trên người. Thôi được, cô không có bụi để phủi, một con quỷ thì lấy đâu ra bụi chứ. Diệp Trần ủ rũ rời khỏi căn nhà gỗ rách nát. Đập vào mắt, bao quanh cô là một cái hố to. Xem ra sức chiến đấu của bản gốc thực sự rất kinh khủng. Diệp Trần nhìn quanh cái hố sâu cau có hỏi, làm sao mà tôi leo lên được bây giờ? Bay thôi. 38 đáp, cô chưa từng xem phim ma à? Phim ma thì xem rồi, còn quỷ làm thế nào bò ra khỏi hố thì thực sự chưa từng xem. Cũng may Diệp Trần cũng tương đối có tinh thần học tập. Cô phát hiện ra khác nhau giữa người và quỷ cơ bản là cơ thể nhẹ hơn một chút, có thể lựa chọn bay, cũng có thể lựa chọn đi. Đi thì mệt hơn một chút, còn leo lên khỏi hố thì dùng hai tay hai chân leo lên dễ dàng hơn một chút. Thế là cô liền hì hà hì hục leo lên. Leo lên được rồi, đập vào mắt lại là một cánh rừng rậm. Diệp Trần đến là nản, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng sao. Cô là quỷ, thể lực của cô rất tốt. Ọc ọc, bụng cô kêu lên. Diệp Trần nản thực sự. Khỉ thật, quỷ mà cũng biết đói à? 38 câm nín không nói tiếng nào. Nó đã làm quỷ bao giờ đâu? Không biết. Diệp Trần biết 38 không biết, đành phải cắn răng bay tiếp. Diệp Trần bay suốt đêm, cuối cùng cũng ra khỏi được khu rừng. Lúc này thì Diệp Trần đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy ở đằng xa có một bến xe buýt, vội vàng chạy qua đó đọc thử biển báo. Cô đứng cạnh một người, xung quanh còn có mấy con quỷ bu quanh. Người nọ đang chơi game, Lũ Quỷ đứng sau xem anh ta chơi game, vừa xem vừa thảo luận. Đánh chán thế, trình độ cỡ này thì đừng có chơi làm gì, kẻo lại kéo tụt điểm của đồng đội. Tồi quá, tồi quá. Diệp Trần tò mò cũng ngó đầu qua xem. Thế giới này ngoài có thêm giới phong thủy ra thì cũng vẫn như những thứ khác của Cố Gia Nam, vẫn có game Vương Giả Vinh Diệu này. Cô xem một lúc, cất đầu đồng tình. Đúng là tồi thật. Đám quỷ kia liền sáng lại bắt chuyện. Mọi người bình phẩm trình độ kém cỏi của người nọ một lúc thì một chiếc xe buýt chạy tới, người nọ lên xe. Diệp Trần cũng vội vàng lên theo. Kết quả thì dương khí bỗng ùn ùn ập tới khiến cô gần như không thở nổi. Đám quỷ vừa nãy mới nói chuyện với cô vội vàng kéo cô về, tỏ vẻ sợ hãi ra mặt. Đó là xe của con người, lại còn có nhiều người ở trong xe như thế, cô muốn đi chết à? Hả? Diệp Trần ngơ ngác, thì ra xe có nhiều người thì quỷ không lên được. Một con quỷ thấy dáng vẻ ngô nghê của Diệp Trần, bèn thở dài. Từ nông thôn lên, chưa ngồi xe buýt bao giờ phải không? Vâng. Diệp Trần vội vàng gật đầu. Vừa mới lên thành phố chưa ngồi bao giờ ạ. Không sao không sao, tôi dẫn cô đi. Cô định đi đâu? Diệp Trần xem thử vị trí của Lâm Giản Tây, đáp luôn. Tiểu khu Hòa Nhuận, anh biết chứ? Tiểu khu Hòa Nhuận. À tôi biết, cô đi cùng xe với tôi rồi. Có điều tôi xuống trước. Tốt quá, Diệp Trần cảm kích ra mặt. Tôi là Diệp Trần, người anh em họ gì? Nghe thấy cái tên này, cả đám quỷ đều ngoái đầu lại nhìn. Con quỷ nói chuyện với cô đâm ra cảnh giác. Cô là Diệp Trần nào thế? Tôi chẳng qua chỉ là một Diệp Trần rất bình thường. Diệp Trần lập tức hiểu ra, cái tên Diệp Trần này rất nổi tiếng. Cả đám quỷ trở lại bình thường. Tên quỷ kia bảo, tôi biết ngay mà. Diệp Đại Sư sao có thể thân thiện như thế này được? Tôi là Trình Lực, mất được 10 năm rồi. Trước kia là cảnh sát. Hân hạnh, trước kia tôi làm người nhà quê, mới mất gần đây. Trình Lực và Diệp Trần huyên thuyên trò chuyện với nhau. Ba Tám không nói tiếng nào. Trình Lực rất hay chuyện, dẫn cô lên xe cho quỷ xong, còn chỉ đường cho cô biết. Diệp Trần thuận lợi tới được tiểu khu Hòa Nhuận, sau đó tìm kiếm vị trí của Lâm Giản Tây. Lâm Giản Tây ở cô nhi viện đến năm 10 tuổi thì được một bà lão đón về nuôi. Bà lão vốn có một người con, chẳng may mất sớm, không còn người thân chăm sóc trước lúc lâm chung, cho nên đã nhận nuôi Lâm Giản Tây. Kết quả, năm Lâm Giản Tây chưa đầy 14, bà lão bị bệnh rồi cũng mất. Bà lão vốn cũng chỉ có một thân một mình. Sau khi bà mất, toàn bộ gia sản đều thuộc về Lâm Giản Tây. Người giám hộ mới là một người chú họ Xa, nhưng ông ta chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Lâm Giản Tây sống một mình trong tiểu khu Hòa Nhuận, đi về một mình không có ai quản lý. Hôm nay Lâm Giản Tây vừa khéo gặp được một người bạn học sống cùng tiểu khu. Cha của bạn ấy đưa Lâm Giản Tây về. Sau khi xuống xe, vì nhà ở tòa khác nên Lâm Giản Tây đi một mình ra thang máy. Tầng ngầm để xe ví vách, Lâm Giản Tây cố đi thật nhanh. Cậu ta không thích mấy chỗ này lắm. Những chỗ như thang máy, hàng hiên, hầm để xe đều rất âm u, khiến cậu ta cảm thấy cực kỳ sợ. Thể chất mình thế nào cậu ta hiểu rất rõ. Cậu ta có thể nhìn thấy quỷ, cũng hay gặp phải quỷ. Có quỷ tốt cũng có quỷ xấu. Lâm Giản Tây thì rất hay đụng phải cái loại muốn giết người. Phải nói là nếu không phải cậu ta mạng lớn thì chắc đã sớm bị lũ củi này giết chết. Cậu ta mạng lớn như người bên cạnh thì không. Bà đã mất thế nào? Lâm Giản Tây cúi đầu không dám nghĩ nhiều, chân vội bước mau hơn. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, đèn dưới tầng hầm để xe bắt đầu chớp tắt trong nháy mắt. Lâm Giản Tây không chút do dự, ôm cặp sách chạy bạt mạng, không dám quay đầu lại nhìn. Cảnh này cậu ta đã gặp rất nhiều rồi, đã rất có kinh nghiệm. Trước lối vào hầm để xe có ánh sáng, quỷ không thích những chỗ thế này lắm. Diệp Trần từ rất xa đã phát hiện ra Lâm Giản Tây. Biết làm sao được, cậu thiếu niên này rất ưa nhìn. Tuy mới 14 tuổi, mặc đồng phục học sinh, tay ôm cặp sách, tóc rối tung, nhưng cũng khó mà rời mắt được. Thế là Diệp Trần bước tới gần cậu ta hơn. Kết quả mới tới gần một chút thì Lâm Giản Tây đã co giò chạy như điên. Diệp Trần sốt sáng gọi to, Lâm Giản Tây! Khỉ thật, trong lòng Lâm Giản Tây run rẩy, còn gọi mình. Loại lệ quỷ biết gọi người thế này tuyệt đối không thể quay đầu. Cậu ta càng cố chạy nhanh hơn. Diệp Trần buồn bực đi theo đằng sau. Lâm Giản Tây chạy một mạch khỏi hầm để xe. Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi. Dù sao cậu cũng biết nhà Lâm Giản Tây ở đâu. Cứ thế chui vào một thang máy, bay lên tầng trên rồi bay vào phòng Lâm Giản Tây. Cô thấy hơi đói đói nhưng không biết làm sao để ăn. Diệp Trần ngồi vất vưởng trên sofa, không có việc gì làm. Món đồ nào ở đây cô cũng đều không dùng được. Bà Tám ơi! Diệp Trần thở dài, tôi đói quá, làm sao để ăn đây? Ký chủ, cô đợi một chút. Ma Tám phấn khởi nói, tôi tìm được một thứ rất hay ho, nhất định có thể giúp cô. Nói xong mấy quyển sách nền uỳnh uỳnh rơi xuống. Diệp Trần cúi đầu xem thử. Đống sách này đều là Ta làm quỷ những năm ấy, bí kíp sinh tồn khi thành quỷ, làm thế nào để trở thành một con quỷ tốt. Lúc này Lâm Giản Tây chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng về tới nhà. Nhà này được bà tìm cao nhân bày đại trận pháp, vẽ vô số phù chú tuyệt đối an toàn, là trốn ẩn náu an toàn duy nhất của cậu ta. Cậu ta tưởng rằng mình đã thoát được con quỷ kia. Kết quả vừa mở cửa nhà, cậu ta thấy gì thế này? Nhìn thấy gì thế này hả? Một đứa mặc áo đen lượn lờ trên sofa nhà cậu ta, lật sách đọc, ngẩng đầu nhìn cậu ta và mỉm cười. Lâm Giản Tây, về rồi đấy à? À, cứu với! Lâm Giản Tây cắp cặp bỏ chạy. Nhìn Lâm Giản Tây chạy xa, Diệp Trần lặng thinh không nói nổi lời nào. Cô cảm thấy nhiệm vụ này thật là gian nan. Chương 57. Thế giới phong thủy, trong lòng người có quỷ. Cậu ta chạy rồi, Ba Tám nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần thở dài, bưng tay che mặt. Tôi biết rồi. Không đuổi theo à? Đuổi theo cái của khỉ, tôi mà đuổi theo lại hù chết cậu ta. Nói xong Diệp Trần thấy hơi thắc mắc. Không phải anh bảo chuyện phong thủy ở thế giới này là hết sức bình thường sao? Sao tên này lại sợ quỷ như thế? Tôi bảo bình thường thì cũng chỉ mang tính tương đối thôi, Ba Tám giải thích. Giới phong thủy sở dĩ gọi là giới là bởi họ tạo với nhau một mạng lưới. Người ngoài chỉ biết là có một mạng lưới như vậy tồn tại, nhưng không tiếp xúc đến. Lâm Giản Tây giờ chỉ là một học sinh trung học bình thường. Cô nghĩ lại xem hồi cô học trung học thì cô như thế nào. Cô không sợ quỷ chắc? Sợ, sợ chết thì được. Diệp Trần rụt cổ. Cô hiểu cảm giác của Lâm Giản Tây rồi. Vậy nên cô thấy việc cấp bách lúc này là phải tìm một cái gương, soi xem bộ mặt mình bây giờ trông như thế nào. Nếu mà mặt mày hung tợn thì có lẽ trước hết cô phải đi tìm một bác sĩ trong giới quỷ để phẫu thuật thẩm mỹ cái đã. Cho dù có là quỷ tốt mà vẻ ngoài trông ghê rợn thì cũng khó mà tìm được một người bình thường chấp nhận. Thế là Diệp Trần bay vào nhà vệ sinh. Đến lúc này cô mới phát hiện ra nhà Lâm Giản Tây thật thú vị. Phù chú dán khắp nhà, vị trí các đồ đạc cũng được chú ý sắp xếp, mục đích chính là để đuổi quỷ. Nhưng chẳng hiểu sao mấy thứ này lại không hề có chút tác dụng nào đối với Diệp Trần. Vấn đề này nhanh chóng tìm được câu trả lời. Theo góc nhìn của người trong giới phong thủy, muốn biết một con quỷ có mạnh hay không thì phải xem mức độ thật của hồn phách. Người trong giới phong thủy hầu như đều đã nâng cấp hồn phách mạnh mẽ hơn, nên cho dù đã chết thì cũng mạnh hơn hẳn quỷ bình thường. Cỡ người thiên tài như Diệp Trần thì đương nhiên là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần biết đây là kiến thức của Diệp Trần nguyên bản. Diệp Trần nguyên bản có thể coi là có hiểu biết về đề tài này. Chỉ có điều là cô ấy chưa từng chết nên mới không biết gì về sinh hoạt hàng ngày của một con quỷ. Diệp Trần bay vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Thực ra hiện giờ trông cô cũng chẳng khác gì Diệp Trần lúc còn sống. Mắt vượng mũi cao, khuôn mặt thanh tú, trông vừa cao ngạo vừa mạnh mẽ. Nếu ví Diệp Trần của Dược Vương Cốc là một đóa hoa trên núi cao, thì vị Diệp Trần thấy phong thủy này lại là một kẻ mạnh từ trong cốt cách, lạnh như cơn gió rét ngọt của mùa đông, khiến người ta không chỉ không dám tiếp cận mà còn sinh ra sự e ngại trong lòng. Vì thế đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy muốn người ta muốn lùi từng bước. Chứ từ khóe mắt đến đuôi mày đều viết rõ bốn chữ to: ta là cao thủ. Diệp Trần mím môi, khuôn mặt này quả thật là có phần không dễ tiếp cận các thanh thiếu niên như Lâm Giản Tây. Hơn nữa, Diệp Trần nhanh chóng phát hiện ra một chuyện. Bất kể cô làm biểu cảm như thế nào thì khuôn mặt này vẫn không hề thay đổi. Diệp Trần đứng hình, cuối cùng mới ngớ ra, bệnh đơ mặt còn truyền sang cả hồn phách nữa hả? Sao cô không nghĩ là do hồn phách bị đơ mặt nên làm cho thân xác cũng bị đơ mặt chứ? Hay lắm, cô biết nguyên nhân của sự cao ngạo lạnh lùng của Diệp Trần rồi. Một cô gái có ngoại hình như vậy lại còn bị đơ mặt, khó mà trông không cao ngạo lạnh lùng phải không? Diệp Trần tưởng tượng đến hình tượng một thiên tài mặt đơ kiệm lời. Thật là một cái hình tượng rất không dễ ưa. Cô run run lo lắng. Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ để tiếp cận Lâm Giản Tây đây? Tôi thực sự đói lắm rồi. Lúc nãy tôi đọc trong sách thấy có nói loại cô hồn dã quỷ như tôi thì phải có người cúng dường mới được. Một người một hệ thống cùng lâm vào trầm tư. Một lát sau, Diệp Trần nói, hay là thế này, để mấy con quỷ khác đi bắt nạt cậu ta rồi tôi tới cứu. Anh thấy thế nào? Hay lắm, Ba Tám đáp. Ký chủ thật là thông minh. Được rồi Ba Tám, anh đi làm đi. Đừng tìm con lợi hại quá, tôi không quen dùng cơ thể này. Lỡ như đánh không thắng được thì nguy. Bà Tám nín thinh. Một hồi lâu sau, anh ta xoay bàn tay ngắn ngủn ra trước mặt Diệp Trần. Anh đang làm gì thế? Diệp Trần ngơ ngác. Bà Tám chậm gì gì đáp. Điểm tích lũy. Tình cảm của chúng ta tốt như vậy mà anh còn đòi điểm tích lũy của tôi hả? Diệp Trần giật mình. Bà Tám đáp ngay. Tình cảm của chúng ta tốt như vậy mà cô còn không chịu nhai điểm tích lũy ra cho tôi hả? Diệp Trần nín thinh ngồi xuống xếp bằng. Kế hoạch khác đi. Một người một hệ thống lại tiếp tục trầm tư. Tiếp tục ngồi thêm một lúc nữa, bà Tám bất ngờ la lên. Ký chủ, cơ hội tới rồi, ngay ở công viên bên cạnh. Hả? Diệp Trần ngơ ngác. Bà Tám phấn khích nói. Lâm Giản Tây bị mấy thứ linh tinh bám rồi, cứ mau đi cứu cậu ta đi. Mắt Diệp Trần lập tức sáng lên, nhẹ nhàng bay đi tìm Lâm Giản Tây. Lúc này Lâm Giản Tây đang ngồi trên băng ghế trong công viên, nói chuyện với một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ thái cực quyền. Ông cụ vốn đang luyện quyền trong công viên. Lâm Giản Tây chạy một mạch tới, không biết đi đâu tiếp theo. Thấy công viên đông người bèn ngồi lại luôn. Ông cụ đang luyện thái cực quyền bỗng dưng liếc mắt nhìn sang cậu ta. Một con quỷ nhỏ đang lén lút tới gần Lâm Giản Tây. Ông cụ đánh úp bất ngờ, túm được tên tiểu quỷ quát bảo: Đồ nghiệp chướng! Lên đó tay nhóm lên ngọn lửa. Con quỷ nhỏ rên la mấy tiếng rồi chớp mắt đã hồn phi phách tán. Lâm Giản Tây tròn mắt há hốc mồm ngồi xem. Sau đó mới sực nhận ra. Cao nhân, đúng là cao nhân rồi. Thế là Lâm Giản Tây liền nhào tới mếu máo gào lên: đại sư cứu cháu với! Ông cụ nở nụ cười hiền từ, điềm đạm nói: Ông mới rồi thấy sau lưng cháu có âm khí bao phủ, e là đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Vốn cũng đang định hỏi, cháu không ngại thì kể cho ông nghe xem chuyện là thế nào. Thế là Lâm Giản Tây ngồi xuống nói chuyện với ông lão, kể lại tỉ mỉ chuyện gặp phải quỷ mấy năm nay, nhắc cả chuyện hôm nay gặp phải nữ quỷ. Hoảng hốt nói với ông cụ: Bình thường nhà cháu ở rất an toàn, lần này không biết vì sao cái thứ cháu đụng phải lại hoàn toàn không thấy sợ phù chú, trận pháp, tự do ra vào nhà cháu. Giờ không thấy nó theo cháu nữa, nhưng cháu cũng chẳng biết phải làm sao. Ông cụ gật gù đứng dậy bảo: Tình hình này của cháu quả thực là cực kỳ khó giải quyết. Cháu tên là Giản Tây, Giản là thủy, Tây là kim, kim sinh thủy. Ngũ hành của cháu thiếu thủy à? Lâm Giản Tây ngẩn người. Cậu ta không hề biết ngụ ý trong tên mình. Nghe nói khi nhặt được cậu ta ở trước cửa cô nhi viện thì đã có tên như vậy rồi. Giản Tây là nước ư? Cậu ta ngơ ngác đi theo ông cụ. Ông cụ dẫn cậu ta đi đến một chỗ có cây cầu. Lâm Giản Tây mải suy nghĩ, không để tâm xem mình đang đi đâu. Thật thà nói: Chuyện cháu gặp phải có liên quan đến tên của cháu sao ạ? Đọc ông nghe thử xem ngày sinh tháng đẻ của cháu nào. Đối phương nói với vẻ đầy hiểu biết. Lâm Giản Tây đực mặt ra, ngại ngùng nói: Cháu không biết. Một đứa trẻ mồ côi làm sao biết ngày sinh tháng đẻ của mình chứ? Giỏi lắm thì biết mình được nhặt hôm nào, lấy luôn nó làm sinh nhật thôi. Ông cụ ngạc nhiên, sắc mặt hơi có coi. Thế thì cho ông xin một cọng tóc. Lâm Giản Tây giật mình. Tiếp xúc với mấy thứ linh tinh nhiều, tất nhiên cậu ta biết những thứ thuộc về thân thể mình quan trọng thế nào. Vị đại sư này lại muốn có tóc của cậu ta. Sao thế? Đối phương đọc ra sự do dự qua nét mặt của cậu ta. Không được à? Không cho cũng được. Có điều nếu không cho thì ông đành chịu thôi. Đưa cho ông một cọng tóc thì ông mới có thể tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, giúp cháu giải quyết vấn đề. Lâm Giản Tây cắn môi. Từ sau khi bà mất, cậu ta sống một mình sợ muốn chết. Cậu ta muốn là một người bình thường, rất muốn có cuộc sống bình thường như mọi người. Niềm khát khao này thôi thúc cậu ta liền một phen. Lâm Giản Tây cắn môi đáp: Vâng. Nói xong, Lâm Giản Tây thò tay bứt một cọng tóc. Đúng lúc này, Diệp Trần vừa may đuổi tới nơi, thấy Lâm Giản Tây bứt tóc định đưa cho cái thứ kia. Lâm Giản Tây không thấy, nhưng Diệp Trần thì thấy rất rõ ràng. Cái thứ kia sát khí khát máu toàn thân. Trên mặt cầu ở đằng sau có vẽ một đại pháp trận. Rõ rành rành là một gã thầy phong thủy đã chết rồi, lại còn muốn hiến tế người sống để cho hắn sống lại. Đại pháp trận kia, Diệp Trần nhìn một cái là biết ngay nó là cái gì. Chỉ cần Lâm Giản Tây đưa ngày sinh tháng đẻ hoặc là một phần thân thể cho đối phương, gã dụ Lâm Giản Tây vào trận pháp là cơ thể cậu ta sẽ lập tức thuộc về lão. Tuy không biết tại sao lão đã nhằm vào loại có thể chất nhìn thấy ma quỷ như Lâm Giản Tây, thế nhưng mục đích của đối phương thì không có gì phải bàn cãi nữa. Trước khi Lâm Giản Tây kịp đưa tóc cho lão, Diệp Trần la lên: Đừng có đưa cho lão! Đồng thời nhầm một pháp quyết của Thiên Kiếm Tông đánh tới. Đặc tính của thế giới phong thủy và tu chân có tính chất tương đồng, nhưng yếu tố pháp thuật của tu chân giới ở thế giới này vô cùng ít ỏi. Linh khí không đủ để thể hiện hết uy lực của chiêu pháp quyết vừa rồi, chỉ có thể cảnh cáo đối phương một chút, khiến lão phải rụt tay về. Tận dụng thời cơ, Diệp Trần chạy tới chắn trước người Lâm Giản Tây, lạnh lùng nhìn lão già đối diện. Lừa gạt một đứa con nít, là không hay đâu. Diệp Trần bản gốc trước khi chết thì mới đi từ nhà của gia tộc ra, thì gặp phải mai phục, nên hiện giờ Diệp Trần vẫn đang mặc trang phục đặc thù của thầy phong thủy Diệp gia. Áo không bầu, viền cổ có thêu hoa văn phức tạp, thân áo choàng để giữ tự nhiên, tay áo dài rộng lút qua bàn tay một chút, mép áo có thêu những hình thù khó hiểu bằng tơ vàng, trông trang trọng lịch sự, kết hợp với phong độ cao ngạo lạnh lùng của Diệp Trần, bùng nổ một cảm giác chính trực vô cùng. Đối phương giật mình, lạnh mặt quát hỏi: "Mày là thứ nghiệp chướng quấn đứa trẻ này phải không? Lại còn dám tới đây sinh sự hả?" Bị nói như thế, nếu là Diệp Trần thực thì đã nhào vào đánh nhau rồi. Nhưng Diệp Trần thì không dám, cô không quen dùng cơ thể này, tri thức trong đầu vô cùng không nhuẩn nhuyễn. Còn ánh mắt của đối phương thì biết rõ rành rành rằng hóa ra là Diệp Trần, khiến cô lại càng không dám ra tay, tránh làm lộ. Diệp Trần giả vờ theo cung cách hành xử của bản gốc, nhếch mép giơ tay lên: "Chết đi mới biết ai là nghiệp chướng." Nói xong lập tức nhào lên. Diệp Trần vốn chỉ định hù dọa lão ta, nhưng nào ngờ vung tay lên một cái, trên tay liền có một ngọn lửa màu vàng đập thẳng tới chỗ lão ta. Đối phương thấy lửa tái mặt, không dám giao chiến, vội vàng hóa thành một làn khói chuẩn mất. Lửa đập xuống mặt cầu, cây cầu nổ tung. Lâm Giản Tây đứng sau lưng Diệp Trần run như cầy sấy. Mạnh quá, con mụ điên này, không, con quỷ này tại sao lại bám theo cậu ta? Tiêu rồi, cậu ta tiêu đời thật rồi. Lâm Giản Tây chấp nhận sự thực này rồi thì cũng bình tĩnh hẳn ra, không buồn chạy trốn, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Chạy làm cái gì? Nó mạnh như thế chạy đâu cho thoát chứ. Cậu ta ôm cặp, chuẩn bị sẵn tâm lý bị con mụ này lột da róc xương. Dù sao người thân đều đã mất, cậu ta cũng chẳng còn gì lưu luyến. Tuy muốn sống nhưng mà không sống được thì cũng chẳng tiếc. Chỉ lại là trong lòng cậu ta vẫn còn một chút không cam lòng, giống như đang chờ một người, chưa chờ được thì đã phải đi vậy. Người cậu ta run run, mặt sợ tái màu. Diệp Trần nhìn cây cầu gãy, sững sờ cúi xuống nhìn bàn tay mình. Tự nhiên cô hiểu ra tại sao bản gốc dám đắc tội với người người khắp nơi nơi, trâu bò cỡ này cơ mà. Phải kính trà. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Giản Tây nhìn nữ quỷ mãi không thấy quay đầu lại, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Ban nãy cậu chỉ lo chạy, không kịp để ý xem con quỷ này trông như thế nào, giờ mới quan sát bóng lưng của nó. Con quỷ này coi bộ khá cao, nhỉnh hơn cậu ta tầm nửa cái đầu, khoảng 1m7, người gầy, nước da trắng xanh đặc trưng của quỷ hồn, tóc xõa sau lưng dài gần tới mông, hệt như một thác nước tuôn chảy, hòa làm một với bộ đồ màu đen. Lâm Giản Tây đã từng thấy rất nhiều quỷ, mỗi con một vẻ, con này quả thật rất ưa nhìn. Áp lực trong lòng cậu ta nhỏ đi một chút, nhưng dù sao đây cũng vẫn là quỷ, có nhỏ đi cũng chẳng bớt được bao nhiêu. Lâm Giản Tây đang ngẫm nghĩ về nữ quỷ thì hình như cũng bỗng nhớ ra cậu ta. Đùng đỉnh xoay mặt lại, một khuôn mặt tuyệt đẹp, mắt phượng, môi mỏng, nét mặt lạnh lùng như một con phượng hoàng kiêu ngạo bẽ nghễ nhìn cậu ta. Lâm Giản Tây đứng đực ra nhìn, trong lòng tự dưng thấy đâu đó có chút cảm giác thân thuộc. Tâm trạng như đang chờ đợi ai đó bỗng dưng cũng biến mất sạch. Đối phương mở miệng nói chậm rãi, có vẻ như đang cố ý lựa lời nói sao cho ổn. Tôi là Diệp Trần, là một thầy phong thủy vừa mới chết. Tôi muốn làm một vụ trao đổi với cậu. Tôi bảo vệ cậu, cậu nuôi tôi ăn, thấy sao? Nó không có ác ý. Lâm Giản Tây cảm thấy như thế nào, nhưng vẫn có chút thận trọng. Nuôi ăn như thế nào? Cái này, Diệp Trần rầu rĩ, tôi với cậu cần phải nghiên cứu thêm, dù sao trước đây tôi cũng đã làm quỷ lần nào đâu. Nói xong, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khu Lâm Giản Tây ở, lồng hai tay vào tay áo nhẹ nhàng lướt đi. Đi thôi, chúng ta về trước đã, tôi đói rồi. Lâm Giản Tây căng thẳng. Đã đói rồi, có phải ý là sẽ ăn thịt cậu ta không? Thấy đối phương hóa đá, Diệp Trần dừng bước quay lại cau mày. Cậu lại sao nữa thế? Nhân vật phản diện kiếp này, Cố Gia Nam, Quân Diễn, Elther, Thẩm Cảnh Phùng của cô. Thôi, gọi là Thẩm Cảnh Phùng đi, cô thích tên này nhất. Thẩm Cảnh Phùng kiếp này sao lại lắm chuyện thế chứ? Rõ ràng ngày xưa có cần ai phải quan tâm đâu. Lâm Giản Tây thấy Diệp Trần cau mày, cậu ta nuốt nước bọt, cầm góp dũng khí lại hỏi. Cô muốn ăn gì? Diệp Trần giật mình hiểu ra, liếc xéo Lâm Giản Tây. Yên tâm đi, không phải ăn cậu là được. Có muốn ăn cũng phải chờ cậu lớn lên tôi mới ăn. Nghĩ đến chủ đề này, Diệp Trần lại thấy đau. Cô với Thẩm Cảnh Phùng mới đây còn vừa tân hôn, Vậy mà đảo mắt một cái chàng đã biến thành thiếu niên 14 tuổi. Làm sao mà cô xuống tay được? Bà Tám ơi, Diệp Trần buồn bã nói. Đã định nhân vật phản diện của thế giới tiếp theo chưa? Chưa đâu, chưa thấy trên tổng nói gì cả. Chọn người nào tuổi thích hợp một chút, ngoài 20 là tốt nhất. Tuổi này ăn ngon nhất. Ôi 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 trời ơi! Bà Tám lắp bắp thở dài. Ký chủ này, sau vài thế giới tôi thấy cô càng ngày càng không biết điểm dừng. Trước kia cô chỉ xem mặt, không xuống tay. Giờ cô xem cô kìa. Diệp Trần không trả lời. Chẳng lẽ muốn cô nói với anh ta là: Bà Tám à, tôi phát hiện hóa ra người tôi thích đều là một. Nếu không phải vì thích thì tất nhiên cô sẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Thế nhưng bà Tám là đủ hệ thống ngốc nghếch. Diệp Trần thấy mình đã ngốc rồi, nhưng bà Tám còn ngốc hơn nữa. Nếu bà Tám không ngốc thì nhất định là đồ hệ thống tâm tư thâm trầm. Bất kể thế nào, trước khi biết rõ quy tắc vận hành của hệ thống, cô sẽ không vội vàng nói phát hiện của mình cho bà Tám biết đâu. Vậy nên Diệp Trần không tiếp tục cuộc nói chuyện, nhẹ nhàng đi mấy bước rồi quay đầu lại nhìn Lâm Giản Tây ở đằng sau. Lâm Giản Tây hiện tại 14 tuổi, cao trên 1m6, hơi hao hao Cố Gia Nam. Nhưng so với Cố Gia Nam thì cao hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút. Không như Cố Gia Nam 14 tuổi, vừa còi vừa nhỏ. Xem ra kiếp này, cuộc sống của Lâm Giản Tây cũng không quá tệ, ít ra có thể nói là cơm no áo ấm. Vì điều kiện sống khá hơn một chút cho nên tính tình Lâm Giản Tây cũng ôn hòa hơn, không có thái độ thù hằn lạnh lùng như Cố Gia Nam. Trông giống một học sinh trung học bình thường, trẻ trung và hơi nhát gan. Nhìn cái điều ôm chặt cặp sách căng thẳng ra mặt của Lâm Giản Tây, Diệp Trần thấy hơi khó chịu. Cô khó chịu, khuôn mặt bị đơ càng thêm lạnh lẽo. Lâm Giản Tây lại càng sợ. Một người một quỷ không nói với nhau tiếng nào, đi thẳng về nhà Lâm Giản Tây. Về đến nhà, Diệp Trần ngồi xếp bằng dưới đất, bảo với Lâm Giản Tây: đi nấu cơm đi. Về mặt tài nấu ăn không đổi của nhân vật phản diện, Diệp Trần vô cùng tin tưởng. Cô đói sắp phát điên lên rồi. Lâm Giản Tây không dám cãi một câu, chạy vào bếp nấu cơm. Trong gian bếp vang lên tiếng nồi niêu sủng soảng. Diệp Trần tập trung vắt óc nghĩ cách cho một con quỷ ăn cơm. Trong mấy quyển sách hệ thống tìm được chỉ nói đúng một câu liên quan đến chuyện ăn cơm. Ăn đồ người ta cúng dường. Vấn đề quan trọng là cúng dường như thế nào? Có phải là cần lập một cái bài vị? Tranh thủ lúc Lâm Giản Tây nấu cơm, Diệp Trần nhẹ nhàng ra ngoài tìm một bát quán bán đồ nhang đèn, ăn trộm một cái bài vị, bát hương và tiền giấy. Về đến nhà thì Lâm Giản Tây đã nấu xong cơm. Thịt nấu 2 lần, thịt xào ớt xanh, sườn xào chua ngọt, canh xương hầm ngô và cà rốt. Diệp Trần nhìn cả bàn toàn là món ăn thường ngày mình thích, gắng gượng không làm những chuyện trái với tính gách gốc của nhân vật, ném bài vị cho Lâm Giản Tây và bảo: viết tên tôi lên rồi cúng đi. Lâm Giản Tây nghe lời, về phòng lấy bút lông, nắn nót viết mấy chữ linh vị của Diệp Trần, đơn giản rõ ràng. Sau đó bày bát hương, cắm hương, bày đồ ăn trước mặt bài vị, đốt tiền giấy. Tiền giấy vừa đốt xong, trên tay Diệp Trần liền có một xấp tiền âm phủ. Diệp Trần thản nhiên cho vào túi tiền. Mùi hương ngửi vào rất thoải mái, cảm thấy hồn phách có sức sống hơn hẳn. Sau đó Diệp Trần phát hiện vấn đề duy nhất là đồ ăn vẫn không ăn được. Lâm Giản Tây cung kính đứng bên nhìn, thấy sắc mặt Diệp Trần khó coi, cứ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, tay cầm xuyên qua đôi đũa. Nhìn một lúc, xem nữ quỷ lạnh lùng kiêu ngạo tìm đủ cách để ăn được cơm, Lâm Giản Tây thấy buồn cười, trong lòng cũng đỡ căng thẳng đi nhiều. Diệp Trần bỗng nghĩ ra một cách mới, bảo với Lâm Giản Tây: cậu đốt đồ ăn đi. Đốt làm sao cháy được? Hắt thêm ít xăng vào. Mùi vị liệu có thay đổi không? Thế cậu bảo phải làm sao đây? Mãi không ăn được cơm, Diệp Trần nổi cáu, đứng bật dậy gào lên: tôi đói, rất đói, cực kỳ đói. Tôi sắp chết đói rồi đấy, cậu biết không hả? Không phải cô đã chết rồi à? Lâm Giản Tây nhìn con quỷ chỉ vì một bữa cơm mà phát khùng, nỗi sợ hãi trong lòng hoàn toàn bay biến hết, còn dám nói mỉa lại một câu. Cơn tức lập tức xì hơi. Diệp Trần ỉu xìu như một con chó con lang thang không ai nuôi, không ai thương. Lâm Giản Tây rụt rè đề nghị: hay là tôi vẩy nước cơm cho cô nhé. Vẩy nước cơm vốn là tục dùng để đuổi quỷ. Đối với những con quỷ nhỏ, vẩy nước cơm cũng giống như một kiểu đốt lót. Bọn chúng nhận rồi thì sẽ không quấy rầy nữa. Với những con quỷ xấu thì cần phải có phù thủy đạo sĩ ra tay. Còn cỡ quỷ cực kỳ tham ăn như Diệp Trần thì vẩy nước cơm có khác nào mời nó ăn cơm đâu. Mắt Diệp Trần sáng bừng lên. Tuy khuôn mặt có biểu cảm rất hạn chế, nhưng Lâm Giản Tây có thể quan sát được sự hưng phấn trong đáy mắt. Lâm Giản Tây nghẹn cười, đi lấy một cái bát, chút đồ ăn vào đó rồi tra nước vào. Diệp Trần chê bai, làm thế có phải sẽ ảnh hưởng đến mùi vị không? Không ăn được thì đừng có ăn. Diệp Trần thấy Lâm Giản Tây không còn sợ mình nữa, chẳng những không sợ mà lại còn dám cãi lại, tiến bộ thật là ghê gớm. Diệp Trần theo Lâm Giản Tây ra ngoài cửa. Lâm Giản Tây hắt cơm xuống đất, lẩm nhẩm khấn, cúng cho Diệp Trần, cúng cơm cho Diệp Trần. Không thể không thừa nhận, câu khấn lúc hắt nước cơm của đời thật sự vô cùng giản dị. Lâm Giản Tây khấn xong, trước mặt Diệp Trần liền xuất hiện một mâm cơm, còn kèm theo cả một đôi đũa. Diệp Trần cầm lấy đũa, mừng suýt khóc, ngồi xuống xếp bằng ăn hì hà hì hục. Mùi vị quen thuộc, người quen thuộc, Diệp Trần cắm cúi ăn, nước mắt trực trào ra. Lâm Giản Tây nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi ăn rất ngon miệng, bỗng dưng lại cảm thấy cảnh này thật sự vô cùng quen thuộc, bất giác cũng mỉm cười. Chờ Diệp Trần ăn xong, cậu ta đốt thêm một tờ giấy. Diệp Trần chủi miệng gật gù khen, khá lắm, rất chu đáo. Nên thế mà. Lâm Giản Tây gật đầu rồi do dự hỏi, sau này cô sẽ che chở cho tôi hả? Cô có che chở cho tôi được không đấy? Tự dưng nuôi thêm một con quỷ trong nhà, có thế nào cũng phải kiếm chút lợi. Diệp Trần gật đầu rồi nhưng nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Lâm Giản Tây, chẳng những tôi muốn che chở cho cậu mà còn muốn cậu bái tôi làm thầy. Lâm Giản Tây ngạc nhiên ra mặt. Diệp Trần chắp tay sau lưng thản nhiên nói, tư chất của cậu rất tốt, nếu có lòng chính nghĩa, chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ trở thành một thầy phong thủy giỏi. Cậu có muốn không? Không muốn. Lâm Giản Tây từ chối chắc nịch khiến Diệp Trần ngớ cả người. Không muốn ư? What con? Có cần phải trả lời khác hẳn với thông lệ như thế không hả? Lâm Giản Tây từ chối xong đi thẳng vào nhà. Diệp Trần vội vàng đuổi theo. Không muốn hả? Tại sao không muốn? Cậu có biết thầy phong thủy một năm kiếm được bao nhiêu tiền không? Cậu có biết địa vị của thầy phong thủy cao như thế nào không hả? Cậu có biết thầy phong thủy có thể làm được những gì không? Cứu thế giới, làm anh hùng, trở thành thầy phong thủy là con đường duy nhất của cậu đấy. Tôi từ chối. Lâm Giản Tây nói thẳng tuột, chẳng cần nghĩ. Ước mơ của tôi là có một ngày có thể thay đổi thể chất của mình, không nhìn thấy quỷ, sống như một người bình thường, tàn làm thì về nhà, tìm một người bạn gái, mua nhà, lấy vợ, sinh con. À, tốt nhất là có thể trở thành một lập trình viên. Lập trình viên? Diệp Trần ngơ ngác, tại sao lại muốn làm lập trình viên? Tiền lương cao, không cần xã giao nhiều, cuộc sống đơn giản. Lý tưởng thật giản dị, Diệp Trần hoàn toàn không thể phản bác. Dù sao cô cũng thấy Lâm Giản Tây nói rất có lý. Cái còn khỉ, cậu ta là nhân vật phản diện cơ mà. Cậu ta có tài năng thiên bẩm giỏi như vậy cơ mà. Cậu ta có cả đàn cả lũ kẻ thù. Cô không huấn luyện cho cậu ta lợi hại lên thì sau này nhà họ Lâm tới tìm, cậu ta sẽ ra sao? Cô chỉ có thể ở đây 5 năm thôi. Cô phải bảo đảm an toàn và cả tư tưởng của cậu ta không bị biến chất. Phải để cậu ta trở thành gia chủ của Lâm gia, sau này còn làm tiểu đệ của nam chính. Cô lại còn muốn nói chuyện yêu đương nữa. Lập trình viên à? Kiếp này cậu ta có thể yên ổn là một lập trình viên mới là chuyện lạ đấy. Nhưng những thứ này giờ không thể nói ra được. Diệp Trần đã đi nhiều thế giới, cảm giác độ thông minh cũng đã tăng lên. Những thông tin này rồi cứ để từ từ, sẽ đến lúc nói. Diệp Trần hít sâu một hơi, bắt kịp bước chân của Lâm Giản Tây. Cậu ta bảo, tôi thấy thực ra việc cúng dường cái chính là ở việc xác định đối tượng cúng rõ ràng. Để đến mai chúng ta thử xem có phải chỉ cần gọi tên là cô có thể ăn cơm không? Ngoài cơm ra cô còn muốn gì nữa không? Lâm Giản Tây mở cửa nhà. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm những việc tôi có thể làm, nhưng tôi cũng mong cô có thể tận lực bảo vệ tôi. Hiểu. Diệp Trần gật đầu. Tôi không có yêu cầu gì khác. Cho hỏi một chút, cậu có thể giúp tôi mở tivi không? Tôi muốn xem phim Hàn mới nhất. Có quỷ mới biết, từ sau thế giới đầu tiên đã 100 năm có lẻ rồi, cô không hề được xem phim truyền hình. Lâm Giản Tây bày ra vẻ mặt rất lạ lùng. Một thầy phong thủy đoản mệnh cách xem phim Hàn, đến tivi còn không bật được, liệu có thật là có thể bảo vệ cậu ta không thế? Diệp Trần đọc thấy sự bất tín nhiệm trong mắt đối phương, lập tức phải nói, tôi vừa mới chết, vẫn chưa hiểu rõ cách sử dụng sức mạnh của hồn phách, nhưng mà xua đuổi tà ma thì tuyệt đối không thành vấn đề. Ồ, Lâm Giản Tây hoàn toàn không thấy có chút cảm giác tin tưởng nào. Diệp Trần sốt ruột nói, hay là cậu thử đi tìm hiểu xem thanh danh của tôi thế nào một chút xem. Không cần. Lâm Giản Tây mỉm cười, tôi tin cô. Diệp Trần yên lòng. Lâm Giản Tây nói tiếp, chẳng phải nhân vật lợi hại gì. Đang định phản bác thì Lâm Giản Tây đã tiếp luôn, nếu là nhân vật lợi hại, chẳng lẽ lại lưu lạc đến mức cơm chẳng có mà ăn phải tới tìm tôi chắc. Đúng rồi, kẻ lợi hại là Diệp Trần bản gốc, cũng không phải là cô. Nếu là bản gốc, sao có thể để đến nông nỗi cơm chẳng có mà ăn chứ? Diệp Trần sa sút tinh thần, cúi đầu ủ rũ. Lâm Giản Tây mở tivi cho cô xem, chọn phim Juon trên mạng, tua đến trước cảnh kinh dị nhất rồi bỏ về phòng. Diệp Trần nghe thấy tiếng Nhật Bản đã thấy hơi ngờ ngợ rồi. Chẳng lẽ Lâm Giản Tây mở phim Nhật? Không sao hết, cô cũng thích xem phim Nhật. Sau đó ngẩng đầu lên, cảnh trên màn hình. Cái gì thế này? Cái gì thế này hả? Đây là cơn ác mộng thuở nhỏ nỗi ám ảnh suốt cuộc đời cô. Juon, à cứu tôi! Diệp Trần hét thất thanh, chạy sầm sập vào phòng Lâm Giản Tây, ôm người Lâm Giản Tây run lên bần bật. Cô vốn không làm sao chạm vào Lâm Giản Tây được, nhưng trong khoảnh khắc, không biết đã làm thế nào, trong người bỗng dâng trào lên một loại sức mạnh kỳ lạ, tự dưng lại ôm được Lâm Giản Tây, ôm thật chặt. Cơ thể của Lâm Giản Tây rất ấm áp, khiến cơ thể lạnh giá của quỷ hồn cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Diệp Trần dốc đầu vào ngực cậu ta run rẩy. Lâm Giản Tây câm nín không biết nói gì nữa. Cô sợ cái gì? Tôi sợ quỷ. Quỷ còn sợ quỷ. Cậu ta đúng là được một phen mở rộng tầm mắt. Có điều lúc cậu ta mở Juon, cậu ta thật ra là muốn biết ma có sợ xem phim ma hay không. Diệp Trần đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu ta, đồng thời cũng khiến cậu ta hoàn toàn an tâm. Cái thứ quỷ thích xem phim Hàn, sợ phim ma, nghĩ hết cách để ăn cơm, thật ra có quái gì đáng sợ đâu. Có điều thứ quỷ này xem ra cũng chẳng thể bảo vệ cậu ta được. Nó không sợ trận pháp, có lẽ là vì có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Sự an tâm của Lâm Giản Tây lại rơi rớt tan tành, thở dài trong lòng một hơi, cúi xuống nhìn nữ quỷ đang ôm mình. Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì mau đi ra đi, tôi còn phải làm bài tập. Diệp Trần giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đến lúc này mới phát hiện ra mình có thể đụng vào Lâm Giản Tây. Có lần một ắt có lần hai, Diệp Trần cảm nhận luồng sức mạnh kỳ dị trong cơ thể. Cô thu nó về thì liền không đụng được vào người Lâm Giản Tây nữa, phóng nó ra lại là đụng được. Thế là cô liền hiểu sức mạnh, thế nào là sức mạnh linh hồn. Diệp Trần đứng dậy, nghĩ đến chuyện Lâm Giản Tây hiện giờ mới 14, trong thế giới gốc, hình như cậu ta không lên đại học mà ở lì luôn trong nhà suốt ngày không ra khỏi cửa. Lần này cô hy vọng cậu ta có thể được học hành tử tế. Diệp Trần nhìn quyển bài tập đang để ở trước mặt Lâm Giản Tây, xoa đầu cậu ta ôn tồn bảo, có vấn đề gì có thể tìm tôi, thành tích của tôi cũng không tệ. Vậy à? Lâm Giản Tây ngẩng đầu lên hỏi luôn, cô có làm được bài này không? Diệp Trần vừa nhìn thấy là đề toán, đầu lên đặc quánh, đọc đề xong bèn bảo ngay, thành niên trai tráng, sách phải tự đọc, đường phải tự đi, gặp khó khăn phải dũng cảm xông pha, nghĩ cách giải quyết. Sao cậu có thể thấy khó liền hỏi ngay thế hả? Trước tiên cậu phải động não thì đã, nghĩ một tháng không ra thì quay lại hỏi tôi. Nói xong Diệp Trần chắp tay sau lưng, ung dung đi ra ngoài. Lâm Giản Tây cười khẩy một tiếng, mở laptop lên mạng, nhập vào ô tìm kiếm hai chữ Diệp Trần. Nếu như là người thường duyệt web thì chắc cũng chỉ thấy những câu chuyện bình thường như được tặng thưởng gì, giỏi về những gì. Còn Lâm Giản Tây bẩm sinh đã có thể nhìn thấy một số thứ mà người bình thường không thấy được. Ví dụ như một số trang web kỳ lạ, ví dụ như diễn đàn fan support Diệp Trần, diễn đàn lưỡng nghi, chúc mừng Diệp Trần vinh dự giành được hạng nhất tại đại hội ngôi sao mới của giới phong thủy lần thứ 15. Weibo, thầy phong thủy XX, hôm nay Diệp Trần đại sư lại ra tay, dùng tay xé tên tà sư phong thủy Khương Sảng chuyên mượn danh xem phong thủy để giết người. Xé bằng tay, là xé bằng tay thật đấy nhá. Xé rất hay, rất thần kỳ, rất tuyệt vời, vân vân và mây mây. Với lượng tin tức nhiều như vậy, đã đủ để chứng tỏ vị trí của Diệp Trần trong giới phong thủy. Trong lòng Lâm Giản Tây đâm ra nghi hoặc, hay đây đúng thật sự là cao thủ. Cậu ta click mở hội fan support Diệp Trần, sau đó phát hiện bài hot nhất đang là video fanpage Diệp Trần, tuyển tập hình ảnh 10 năm chinh chiến. Lâm Giản Tây giật giật mép, click mở video. Nhạc nền mạnh mẽ khoáng đạt vang lên cùng với sự xuất hiện của một loạt ảnh có mặt Diệp Trần, có hình cô rút kiếm, pháp trận rực sáng trong lòng bàn tay, có hình đang cầm bùa, niệm chú, có hình chụp từ trên xuống, từ dưới lên, từ trái qua, từ phải tới. Các tấm ảnh ghép lại với nhau xếp thành một câu, dung nhan của Diệp Trần không hề một khuyết điểm. Tiếp đó, điệu nhạc chuyển dồn dập, bừng bừng khí thế, các hình ảnh bắt đầu chuyển động. Diệp Trần bổ thanh kiếm xuống, ánh sáng trong lòng bàn tay bùng lên. Diệp Trần đứng ở giữa tế đàn, xung quanh là không biết mấy trăm cô hồn cuồn cuộn vút qua. Chẳng rõ là do hiệu ứng âm thanh hay hình ảnh, Lâm Giản Tây mê mẩn nhìn Diệp Trần từ năm 12 tuổi cho tới hiện tại. Dường như mỗi một trận chiến tuyệt vời đều được ghi lại đầy đủ và cắt nối biên tập ghép thành video. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, đối thủ nào, Diệp Trần vĩnh viễn chỉ có một biểu cảm duy nhất: lạnh lùng, ung dung, cao quý, kiêu ngạo. Cứ như thế, trên thế gian này không có cái gì khiến Diệp Trần phải chùn bước, như loài phượng hoàng mạnh mẽ và kiêu ngạo. Diệp Trần xuất hiện ở đâu là ở đó có thể cảm nhận được sức mạnh nghiêng thành. Sức mạnh mẽ này buộc bạn phải cúi đầu, khiến lòng bạn rộng mở, khiến bạn muốn vung tay hô thật to, và cũng khiến bạn muốn nỗ lực hết mình tiến lên. Sùng bái Diệp Trần, đu theo Diệp Trần, toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có Diệp Trần. Đoạn video 15 phút, Lâm Giản Tây xem không chớp mắt một lần, cho đến tấm ảnh cuối cùng biến mất. Một giọt nước rơi xuống như nước mưa rớt xuống mặt hồ, để lại những gợn sóng lăn tăn. Người con gái mặc áo bào không bầu, cổ màu đen, đeo cặp hình bướm màu xanh, cầm kiếm đứng hiên ngang giữa khung hình trắng tinh dần hiện ra, nhạc nền nhỏ dần. Người con gái nghiêng người, quay đầu, một cây bút lông phóng khoáng họa hai chữ lớn: Diệp Trần. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Giản Tây ngập tràn cái tên này. Bỗng nhiên cậu ta muốn lao ra ngoài, rất muốn bày tỏ tình cảm sùng bái của bản thân. Bỗng nhiên cậu ta hiểu rõ một khái niệm: fan cuồng. Thế nào gọi là fan cuồng? Ắt là như cậu ta lúc này đây. Cậu ta đứng dậy sắp sửa ra khỏi buồng, bỗng thấy Diệp Trần cầm điều khiển từ xa đứng ngay cửa, vỗ vỗ nó và bảo: Giản Tây ơi, tivi đơ rồi, không điều khiển được. Là do mạng hỏng hay là do điều khiển hỏng? Oppa của tôi sắp xuất hiện rồi. Như có nước lạnh dội thẳng từ trên trời xuống, cậu ta lập tức tỉnh táo trở lại, đưa tay vuốt sạch nước trên mặt đi. Lâm Giản Tây đáp: Để tôi kiểm tra mạng. Giản Tây này, Diệp Trần bám theo đuôi cậu ta: Mai cuối tuần phải không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi. Lâm Giản Tây không đáp. Từ nhỏ cậu ta đã rất hiếm khi ra ngoài, bởi vì với cậu ta, thế giới là một bãi tha ma đầy ẩn số. Cậu ta không dám đi tới nơi mình không quen, nhất là những nơi như khu vui chơi. Những chỗ đó trẻ con nhiều, quỷ không sợ. Hơn nữa quỷ sống mãi cũng chán, nên những con quỷ mạnh rất thích đi đến các chốn ăn chơi. Lâm Giản Tây mới 14 tuổi, thực lòng cũng rất muốn thử khám phá nhiều điều mới mẻ. Cậu ta khởi động lại mạng internet, hồi tưởng lại trong lòng dáng vẻ oai hùng của Diệp Trần trong clip. Cuối cùng bảo: Cô có phải là Diệp Trần, cô chủ nhà họ Diệp lợi hại nhất miền Bắc nổi tiếng không? Diệp Trần giật mình, sau đó sực tỉnh. Cậu ta muốn bái sư, nhất định là thế. Cậu ta bị sức mạnh của cô chinh phục rồi. Thế là Diệp Trần gật đầu, nghiêm mặt liếc nhìn cậu ta: Phải, làm sao? Thế thì tôi muốn đi khu vui chơi một lần. Lâm Giản Tây mấp máy môi, hơi ngượng ngùng: Cô có dám đảm bảo không? Đi chơi? Khu vui chơi? Diệp Trần ngẩn ngơ, nhìn đôi tai đỏ hồng của Lâm Giản Tây. Cô thật muốn nói: Cảnh Phùng à, ta quen chàng 4 kiếp, chàng không phải người như thế này. Sau đó Diệp Trần lại nghĩ: Không đúng, mỗi một kiếp, mỗi một nhân vật phản diện là một tính cách riêng biệt. Có lẽ kiếp này Lâm Giản Tây tương đối bình thường, lớn lên từ cô nhi viện, cả đời chỉ bo bo giữ mạng, tất nhiên là có rất nhiều khát vọng về thế giới bên ngoài. Diệp Trần muốn từ chối cậu ta lắm, vì dù sao cô cũng không quen sử dụng cơ thể này, nhưng nhìn thấy ánh mắt khát khao của Lâm Giản Tây, Diệp Trần lại mềm lòng. 4 kiếp trước, chàng thật sự rất ít khi muốn cô làm cho mình điều gì. Thế là Diệp Trần nhếch mép: Thầy kệ, nếu thực sự không ổn thì cứ xách kiếm lên là xong, chuyện vặt. Cô điểm nhiên đáp. Sau đó tivi có mạng trở lại, nam chính xuất hiện. Diệp Trần lập tức xoay người lại, nói nhẹ bẫng: Đến oppa của tôi này. Nói đến oppa mà lạnh lùng như vậy, thật là kỳ quái.